nhanh 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 nhanh, tới rồi, tới rồi, tới công chuyện rồi, rồi đám đi sinh, nhanh nhanh lên, ôi rồi ôi, rồi xong luôn, chết tôi rồi, ấy da, ấy da. Ok, hello mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi game có tên là Resident Evil Village nha các bạn. Đây là phần 8 của dòng game Resident Evil. Thì lần trước tôi đã phá đảo Resident Evil phần 7 rồi. Nay mình sẽ gọi là đánh tiếp Evil phần 8 luôn các bạn. Ok, bắt đầu nha. Bây giờ đây là vấn đề. Bây giờ chọn độ khó các bạn ạ. Nói coi mình nghĩ mình theo các bạn là mình nên chế độ nào cho nó hấp dẫn này nha. Tiêu chuẩn hay là thông thường? Mình chơi tiêu chuẩn nha. Mình chơi cho nó máu, hiểu không? Cho nó có nhiều view nha, vô luôn. Chế độ đúng không? Chế độ này chắc rồi. Chết rồi, tôi chọn chế độ này chắc tôi bị bón hành, thấy thấy bà luôn. Quá sai lầm. Long ago, ngày xưa, một cô bé cùng mẹ đi hái quả mọng. Trong khi cha cô bận rộn việc đồng bằng, nhưng khu rừng vén ra trước mặt họ là một bức màn im ắng, tối tăm, lạnh lẽo. Quyết hái bằng được quả mọng, con bé tinh nghịch đã buông tay mẹ và chạy thoát đi. Tiếng khóc lo lắng của người mẹ nhỏ dần theo hình bóng bé bỏng đạp lên lớp dây leo. Đã cảm thấy ánh sáng kỳ lạ. Cô bé nhớ lại câu chuyện đáng sợ mẹ kể trước khi đi ngủ. Đột nhiên dơ chúa hiện ra. Hắn thân gì? Nào cô bé uống đi cho đỡ khát. Tiết mật cho bé uống không? Nghe cô bé, cô bèn uống thứ màu đen. Đi ngang qua bãi tha ma, những đám mây đen đáng sợ lờ mờ ẩn hiện. Cô bé run lẩy bẩy dưới lớp áo mỏng manh. Thời rồi, giờ may hắc ám xuất hiện. Cầm cú búng tay, hắn đã dệt sương mù thành một chiếc váy tuyệt đẹp. Nào cô bé mặc vào cho đỡ lạnh. Hắn dỗ dành. Nghe xong cô bé liền mặc vào, vui vẻ mỉm cười. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Cơn đói cồn cào không dứt khiến cho tim cô ấy không chịu được. Sau đó vua cá nổi lên mặt nước, đề nghị tặng cô một cái vây của hắn. Come child, eat your fill. So the girl ate. Cô bé ăn đi cho đỡ đói. Vậy nên cô bé ăn và nở nụ cười thêm một lần nữa. Tiếp tục đi, chẳng mấy chốc cô đã tới trái tim đen la thẳm của khu rừng. Một lúc nào đó con ngựa sắt xuất hiện, mang theo chiếc bánh răng bằng xuất hiện. Con ngựa không nói không rằng gì đó. Cô ấy giật lấy cái bánh răng cho con ngựa mà con ngựa nổi giận lên, chịu hồi những con vật khác. Nỗi kinh hoàng tràn ngập trái tim cô bé. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Gifts we gave, but more. Trời ơi, nãy giờ kể chuyện à? Trời ơi, con dễ thương quá, con có gì tin đúng không? Cô bé đã bị nhốt vào chiếc gương. Ngủ rồi. Em ngủ rồi đấy. Chuyện gì mà rùng rợn với em? Con bé mới có 6 tháng tuổi thôi mà. Một chuyện kể trong vùng. Hơn nữa có vẻ Rose cũng thích nghe mà. Ơn Chúa là tại con bé chưa hiểu đi thôi. Chúng ta chuyển tới đây để con bé chế nhà hoàn toàn bình thường. Anh hoang tưởng quá rồi đấy. Không phải. Thôi đi, anh xin lỗi nha. Nhưng anh không hoang tưởng, anh chỉ cẩn thận thôi. Vậy thì cẩn thận bế con gái vào giường nha. Ok. Ok em. Để em nấu nốt bữa ăn tối nay. Rồi. Trời ơi, vợ xinh dữ à. Nha. Chắc bị bắt cóc quá bây giờ. Bây giờ riết rồi đổi tính.
Anh nghĩ sao đi kể mấy cái chuyện này cho người ta nghe trời. Nothing. I'll không put có her gì down. cả. Đi bộ. Trời ơi, nhà cửa hai 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 người này đẹp ghê nha các bạn ơi. Thôi thôi, ba thương, ba thương, ba thương. Rồi 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 rồi. Ừ đúng rồi. Nghĩ sao đi kể cho con mình cái quyển sách đó. Rồi hoài vợ đẹp hả các bạn. Trời ơi. Chung là mấy cái game mà cấu hình tối thiểu cỡ 4GB á thì kẹt mình 8GB là coi như là quá thơm rồi nha. Chứ mà chỉ cần setting xíu rồi coi như mình chơi được ngon lành luôn các bạn. Why do I even keep this sao mình around? Lại giữ nó làm gì chứ? I should get rid of it someday. Ngày lên vứt cái đi. Trời ơi coi kìa. Trời ơi. Deep clean before Rose starts walking around. Hạ màn về sự cố khí ga Derby. Ủy ban đã hoàn thành cuộc điều tra vào ngày 18 về vụ rò rỉ khí ga Derby, bang Louisiana năm 2017. Họ kết luận những cái chết xảy ra là do sự rò rỉ khí ga tự nhiên tích tụ dưới bùn lầy trong nước. Seth Becker, 57 tuổi, cùng đình những người tiếp xúc với khí ga đã thiệt mạng. Jason Winter và vợ của anh ta được cho là đã ở gần đó nhưng giờ chưa rõ đang ở đâu. Cái gì? Bị phong tỏa. 10 năm nữa mới đối diện thống trở lại. Everyone's forgotten about this already. 10 năm à. Rồi. Có việc hóa rồi, chúng ta sẽ tiếp chúng ta chơi game gọi là hiểu hơn. Ấy. Thì bức tranh này quen nha, như cái này là trong cái phần 7 đó các bạn. Cái trong cái phần con tàu á, mình xoay mấy cái bức tranh á. Sao lại ở đây nhỉ? Your mom and I love this song. Ủa, mẹ so thích much. Bài hát này lắm. Trời ơi, nhìn em bé cưng quá. Thật luôn, mấy em bé 6 tháng ra nét đó, cưng lắm. Nhìn mặt ghét dữ lắm. Đó. Cô ấy đang ở một chế độ điều dưỡng. Ừ, thương quá. Almost there, honey. Về phòng rồi, cô cưng ơi. Katie. Trời ơi, phòng của con đây sao? Ok, để con lên giường trước nha. Trời ơi, cái giường cưng dữ à. Đây giống cái giường Golden Cat các bạn. Ở nhà tôi cũng xài cái giường đó cho con tôi á. Giờ cũng 6 tháng tuổi rồi. Quần áo của Rô mặc ngày mai. Xinh thế nha. Laptop à. Trời, laptop mà như là cái gì á. Hai hồi laptop kìa. Hai giá 2021, Mia mình lại cãi nhau, vô tình nhắc đến chuyện đã xảy ra 3 năm trước. Quên nỗi đó lên, cuối cùng hai vợ chồng cũng ổn định cuộc sống mới ở châu Âu để nuôi nấng Rose đúng nghĩa. Nhưng còn cái phần nào thì kẹt lại cái địa ngục Rosina kia. Mình biết Mia có thích nó về nó, nhưng giờ chúng ta có thể thực lòng quên hết mọi thứ và vờ như chưa từng xảy ra không? Chúng ta không nên đối diện với những thứ ở đó để có thể có cuộc sống của mình với Rose và không bị chúng ám ảnh trong đầu sao? Ừ. Thì nói chung là quá khứ đã buồn mà đâu ai muốn nghĩ tới đúng không? Ừ. Joseph Kendall quen quá ta. Ê, Kendall là cái ông trong Evil 2 các bạn. Joseph Kendall đúng không? Joseph Kendall tôi thử trà rồi. Cái ông này giống như là ông bán súng á. Rồi. Joe quen. Nói chung là XTS các bạn. Joseph Kendall. Rồi đúng luôn, đúng ổng luôn các bạn. Nói cái ông trong cái tiệm súng ở phần 2 á. Trời ơi, STS đó, thấy chưa, thấy tôi giỏi chưa? Tôi khám phá STS nha. Nói chung là mình chơi game mình phải vọc vạch vô đúng không? Anh lỡ chơi rồi mình vọc vô. Tôi phải nâng cái âm thanh lên tao nhỏ dữ rồi ta. Maximum luôn rồi. Giải tầng âm thanh là sao? Còn gì không? Còn gì nữa không? Cũng mừng là mình có cái cạc rời á. Để chơi game mới trải nghiệm tốt.
Ây da, giống như trang cái ghế tôi của tôi luôn các bạn. Trời, thích dữ không? I couldn't even imagine something like this would happen. Mom got you another new book? Joseph Kendall. Mia makes everything by hand. Mia tự tay mua mọi thứ, làm mọi thứ à. Okay. Is she okay? Sleeping like well, like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's chorba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native. Xem thầy bán xứ kìa. Local wine too. But if you're gonna keep sulking all evening, nếu cứ hờn dỗi thế này, anh không nên uống gì hơn. You really have to stop worrying. Thật sự anh phải ngừng nghĩ ngợi đi anh ạ. It's just finding you chỉ tại chị tìm thấy ở Los Angeles để có thai, Kristen tới đây, đã huấn luyện quân sự, mọi thứ nhanh quá em biết chứ. Nhất chúng ta đã có được ở bên nhau. Anh, em, Rose, từ giờ mọi chuyện sẽ... Seriously? Thật sao? Em nghĩ chúng ta có thể cứ như vậy quên những chuyện sẽ ở Rosina. Em chỉ... Ôi! Ôi cái gì vậy? Ai bắn? Thằng nào? Vợ vợ tao ai bắn? Ê! Quân rồi xong. Vợ ơi! Ai bắn vậy? Rồi xong. Chết luôn. Má ơi, cái thằng nhân vật của tôi nó nhu nhược khủng khiếp các bạn ạ. À. Vợ mình bắn nát luôn, nó núp. Tôi rất là thất vọng với Ethan. Những nhân vật mà tôi vô cùng tôi chụp cái vậy. Hey, hello. Trời ơi. Chris luôn. Sorry, Ethan. Xin lỗi Ethan nha. No. What? Why? À, bắn còn tay giống như bắn lùi vẽ vậy. Rồi xong. I'm dead. Thì là như các bạn đã biết, phản diện chính của chúng ta bây giờ là Chris Redfield các bạn ạ. Và tôi phải đấu với anh ta. Anh làm cái gì con gái tôi? Chuyện hàng cái gì cha? Bỏ tay con bé ngay. À, một phát ra bả luôn. Đưa người ta qua đây đi. Nó đánh con tài giống như đánh đánh chó vậy. Không đánh con cuốn, tôi phải hạn chế dùng mấy cái từ ấy quá. Dạo này kênh YouTube cảm thấy nó khó khó là sao quá ta. Không nè, không nè. Tại hôm bữa tôi chơi cái nu thấy nó bình thường mà sao nó đánh nó đánh vàng lên. Cái game đu đu cái game có gì đâu. No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see. Cô ấy hẹn vào trong tuần sau. Hey now. Thôi mình nghĩ setting ở ngoài vậy là ok các bạn. We talked about this. Nói chung là vừa đủ. Chỉnh quá thì sẽ rất là hại mấy đúng không? Tại vì mình tại EGPU gắn laptop mà mình còn phải đảm bảo cái laptop mình nhiệt độ tốt nữa. Nghe tôi ăn nhiều quá, thì tôi. You matter. You just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Vợ thì đâu nóng tính dữ à. Trời ơi. Trời ơi. Cực phẩm các bạn. Mà thấy không? Cực phẩm. Lo anh. Anh tỉnh chưa? Dậy đi. Nhá. Trời sáng rồi. Dậy thành công đi anh. Jesus. Ôi chúa ơi.
Thôi rồi. Đúng lúc lắm, tụi mình quên thế nào? Chị hàng an toàn chưa? Cái người nói gì thế? Chris đâu? Có Rose nữa? Ai vậy? Đây là cái đặc mệnh, ai không được phép. Nghe rồi, con người ta là con người, gọi tới chuyện hàng quý gì chứ. Ai bị dịch vậy? Tiêu diệt đối tượng rồi thi thể, bảo vệ Rose và Ethan. Chuyển hai người đến điểm C để điều tra thêm. À, gì đây? Tối thiểu hạt sư quân hội tống đi kèm. Rồi xong anh ấy... Ai chết vậy? Tức mà không thấy mặt các bạn. Tôi tấn công mà. Ai mà tấn công mình thì trời. Ai có cái gan đó. Rồi. Chế độ, tôi chơi chế độ tiêu chuẩn các bạn, chế độ normal đó. Là game nó sẽ ăn hiếp mình đúng nghĩa luôn á. Cái kiểu này chắc tôi chạy học máu luôn á. Có cái nỗi sợ là nỗi sợ bóng đêm. What the shit? Cái này nó có cái kính ảo á, chơi sợ dữ nè. Cái game này tôi cài full á, nó có cái gọi tính năng góc nhìn thứ ba mà thôi. Thấy cái chơi vậy là ok nhất rồi. Nhìn chơi cho nó đúng nguyên bản đúng không? Cái gì vậy? Thiếu gì vậy? Ai? Nó là sột soạt ở đâu vậy? Ôi dồi ôi, chết rồi. Má ơi, tôi đang ở đâu đây? Trời ơi, chết rồi. Ôi, cái gì vậy? Ai vậy? Tôi mới thấy cái bóng của ai vậy? Ok. Rồi nhà ai đây? Ok. Không có gì hết. Nothing. Rồi bà dám răng nữa, nước đục ngầu luôn bên nhà báo quan lâu rồi đó. Cái gì đây? Ok. Gì đây, mặt của mẹ nào vậy? Ui. Ôi ôi, chết rồi, máu. Chết cha, ai vậy? Ui. Méo hiểu luôn. Ôi. La. Úi dồi, cái gì vậy? Trời ơi, máu không vậy? Má, nhẫn cưới đeo lên tay kìa. Má ơi, nhớt quá. Kìa nha. Lo. Ok đi thôi. Treo quá. Rồi trời sáng luôn rồi bên. Má ơi.
nó sáng một cách siêu kỳ luôn các bạn. Ôi ôi cái gì đây, cái gì đây, một phát là tôi má tôi tới lâu đài luôn rồi. Rồi sao không quên, ngựa chết luôn. Gì không? Cái gì? Ai vậy? Tôi nghe tiếng ai đó. Rồi do not enter. Không mở được. Đi đường nào là đi đường nào? Không, không, chỗ này thấy lạ quá nè. Nó là không có một bóng người luôn. Quên. Này là ngẫm chắc rồi. Rồi ôi, gì đây? Chuyện gì xảy ra? Câu hỏi hay đây. Đã khóa do chủ bán nhà. Vâng tôi biết mà, khóa kiểu đó còn nói gì nữa. Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, giao bếp à, nghe giao gì? Thuốc. Vâng, chính xác rồi. Dữ không? Kiểu sao ta? Đâm vào tim em à. Xem nào, gì đây? Run out of the house? Má nấu ăn xong bỏ nhà đi luôn hả? Ghê. Ghê tới đứa nào nữa? Gì đây? Ôi trời. No, no, friendly, friendly. Who are you? Who sent you? Anh ơi, ai gần tới đây? Không ai cả. Im mồm anh. Gọi tiếng con gì kêu nghe. Tự nhiên ma sói đúng không? Ma sói á. Ôi. Nhìn ma sói đó các bạn. Oh no. Rồi chung mà chúng nó kéo đến. They're coming. Who is? Ôi trời ơi. What the hell was that? Rồi là tiếng gì? What? À, có súng chứ. Không, tôi no, không có rồi. Nghĩ sao tôi đi tay không mà anh đòi hỏi súng đâu. Trời ơi, bạn tốt ghê luôn. Thế rồi cho tôi cái súng cho tôi súng ngắn luôn. Hey, are you listening? Hey! Ôi giời, tôi chết rồi. What the? Ôi giời, gì vậy? Ôi bị kéo xuống. Trời ơi, chết chưa? Rồi ôi à, ôi rồi nó vừa mới lờ mờ xíu thôi coi như là mọi thứ bấy hết trơn luôn rồi. Tôi tập trung nha, chung là hành thấy tôi bị rơi, tôi làm rớt độ. Ui rồi ôi, 10 viên các bạn ạ. 10 viên là mang được cái gì trời ơi, sao ở đây nhiều người chết vậy, thì bị giấu xác dưới đẩy hả? Rồi xong luôn má ơi. Hành lý của tôi chỉ vậy thôi đó. Tài sản của tôi đó các bạn. Ôi trời ơi, cái gì đây? Jesus Christ. Tạm xác. Án mạng gì đây? Không có thành zombie quốc tôi không vậy? Người dân làng này, ôi trời gì vậy? Cái gì đây? Con mẹ nào đây? Hello. Ôi trời. Cái gì vậy? Ôi trời, bán gì vậy? Anh ơi! Má ơi, đau quá! Trời ơi! Má ơi! Mau! Đứt mẹ tay tôi rồi! À. Ghê quá, ghê quá! Má mà xấu thiệt luôn hả? Ôi trời ơi! Cái đéo gì vậy? Ừ, tôi cũng biết mà.
Đứng lên, cầm súng lên đi. Tới kìa. Cầm súng lên, cầm súng lên, cầm súng lên. Bắn đi, bắn đi. Ừ, bắn nó, bắn nó. Mày đừng hòng. Có chứ, có chứ, có chứ. Ôi trời ơi. Má ơi. Đừng, 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 đừng. Cút, cút, cút. Trời ơi, má. Ôi trời ơi. Ôi trâu bò dữ à. Nạp đạn, gà đạn liền. Có chứ. Ừ. Đừng có mơ. Ôi tất cả bao nhiêu phát vậy hả? Hơn 10 viên luôn các bạn. Má ơi, shit rồi. Ê, 10 viên nha, 10 viên lận á. Bắn nó trên 10 viên luôn, mày hết sọt mấy giờ. Rồi thôi, chết tôi rồi. Rồi tôi là hết. Rồi tôi là hết rồi, các bạn ơi. Các bạn giờ còn lời trăn trối gì không? Bởi vì sắp sửa đây là một thử thách lớn lắm các bạn. 10 viên, hơn 10 viên luôn. Ok, đúng rồi. Chờ đi không? À, gì ta? Không được. Thiếu đồ cơ. Ok, thảo mộc. Là được 2 bình đúng không? Với cái chế độ này là phải hơn nữa cơ. Có hơi lắc không các bạn? Lát cho tôi chỉnh lại nha, cho nó nhẹ bớt dư sức mà. Ủa gì vậy? Từ từ chăn cưới đi, đi. Trời ơi đau tay quá, cái tay của tôi ơi, nguyên một vết cắn luôn. Rồi lụm súng lên. Ủa gì vậy? Ui rồi ôi rồi. Ôi. Mẹ ơi. Đừng. Lần tới đừng có hù gì nữa nha. Trời ơi mẹ. Ôi trời. Ghê quá à. Ôi trời ơi. Trời ơi mẹ ơi. Phá nóc nhà luôn rồi. Có bom vậy. Trời ơi ông chú tội nghiệp. Hình như nó đâu có giết đâu, nó phải nó đâu có ăn thịt đâu. Nó nhờ nó vờn mình đó các bạn. Số này thích vờn mình, ok đi. What the fuck cái vậy? What? Thôi chết rồi. Thôi rồi, nghỉ luôn. Game over mẹ rồi. Này, nó tấn công ngoài kìa. Trời ơi. Chết tôi rồi các bạn ơi. Làm sao đây? Chết mẹ, tới rồi kìa. Rồi tới liền. Bắn vào đầu em. Bắn vào tim em. Ấy da trời ơi. Ấy da. Mẹ ơi cần chuẩn lắm rồi đó. Có chân. Chân đấy. Ừ. Trời ơi, đâu thế? Châu thế chú. Trời ơi hết sọt luôn vậy. Thuốc súng. Ê. Được không? Trời ơi có được đâu, có đủ đồ đâu mà thuốc chống súng. À đi ra. À biến mẹ thôi. Is it over? Kết thúc mẹ thôi. Ừ. Gì đây? Hãy đến nhà của Lucia trên cánh đồng, người sống sót ư? Nhà phải đến cánh đồng hả? Ok. Má ơi, chết rồi. Kiểu này là tôi ăn cám chắc rồi các bạn. Nghe coi cái gì lượm không? Có đạn xưa kia không? Trước khi bị ăn cám kiếm đạn cho kỹ vô nha. Ê. Ôi trời ơi các bạn coi kìa, bạn thấy gì không? Bạn thấy gì chưa? Mẹ ơi. Ôi mẹ.
Rồi má ơi, một đám nó đứng chực chừ tôi kìa. Vậy thì sao đi chơi? Trời ơi, má nó đứng nó canh tôi hơn canh canh gì đó. Chết mẹ rồi. Canh tôi như canh canh chó vậy, chết rồi. Rồi, đi liền đi, phắn. Vô luôn. Rồi, vô, đóng cửa. Ui da, trời ơi, má ơi. Con mẹ, chết tôi rồi. Ok. Được. Ok, anh có vũ khí mới rồi nha. Thầy tiêu với anh. Nguyên Tùng, trời ơi. Tại sao không phải là súng, không phải là đạn sọt gánh, mà là súng lốp. Trời ơi, bây giờ, chết mẹ thôi. Ok, từ. Rồi. Trời ơi, má. Trời ơi. Thôi tôi núp nha. Ôi trời ơi, có một viên thôi hả? Chết mẹ rồi. Thế là chết mẹ tôi rồi còn gì nữa. Giờ tôi phải chạy các bạn à. Má ơi, một đám luôn. Nó đứng ở ngoài canh tôi kìa, nó chết rồi. Sao đây? Má ơi, hai ba con luôn. Rồi xong. Má. Bây giờ tôi nói chạy là chạy nha. Không, mình không sợ mấy con ở đây nè, có chưa? Đó, mấy con đi vô, coi chừng mấy con đi vô nè. Ôi, nó cầm vũ khí luôn. Chúng ta không chạy xiết, tôi biết mà. Ôi, nó né hả? Nó né được đạn tôi kìa. Trời ơi. Ôi, rồi ôi, chết tôi rồi. Ôi, Mẹ ơi, đông quá. Ê, chết tà đạn. Chết cha rồi. Sợi gân. Bay. No, chết rồi. Rồi xong. Má ơi, thôi chạy đi. Rồi mà chạy đi. Nhanh lên. Chạy. Không trốn dung thân các bạn. Ôi má ơi, đóng cửa đây. Đóng cửa. Ôi da. Súng lục. Shotgun. Rồi, ngon. Ôi. Chết rồi. Ok. Ôi. Có chân. Ôi, khắp nơi luôn. Mẹ bảo quay tứ phía. Chết tôi rồi. Mẹ ơi, ăn loàn mẹ rồi. Nó có nhảy vô không vậy? Làm sao? Anh cứ ở trong nhà đây. Mày làm gì được anh? Mày làm gì được anh? Rồi, trời ơi, cái gì vậy? Sư tử hống hả? Trời ơi má ơi. Ôi má ơi. Đừng có vô. Rút súng. Ừ. Ôi chết. Má ơi. Ừ ok. Hên. Cái gì vậy? Ôi chết rồi. Chim Mao Sư Dương kìa. Chết, cứ trụ đi. Ây da. Đi lên, nhanh lên. Chết rồi. Con mẹ. Ngẫm rồi các bạn ơi. À, trời ơi, đâu nhiều vậy. Trời ơi. À, phải trụ đây. Ôi, vậy, đâu ra vậy. Có lên đây không? Ây da. Bay hả bưởi. No. Ây da, chết tôi rồi. Còn bóng vật cái gì nữa. Từ, chết rồi. Chết rồi. Chạy đi. Mẹ ơi, cứu con. Trời đổ con với. Ơi chết mẹ thôi. Ơi chết con mẹ thôi. Nhìn lên đóng cửa lại. Ôi má ơi. Rồi xong hết cứu luôn rồi. Rồi xong chết tôi rồi. Hết đạn. Chính thức tôi ăn cám mẹ rồi. Úi trời ơi. No, please. Không còn gì để nói nữa. Ừ.
hết đạn rồi, từ không chế tạo được thằng nào bay hết chị giáo mày nè, hết chị giáo mày nè, mày bố láo gành nữa, chơi dao mày nè, chơi dao rồi luôn, ôi trời ơi, cái gì à, chết mẹ rồi, chơi dao mày nè, ôi à, trời ơi nó cắn đéo còn mẹ luôn, thôi chạy đi, ôi chân, ôi trời cái gì vậy, ai à. Trời ơi má ơi, chết tôi rồi các bạn ơi. Rồi xong, cuộc đời tôi là hết. Ôi, ai vậy? Ôi trời ơi. Ôi mẹ ơi, Kim Mao Sư Vương hả? Ờ, má ơi, chết già, sư tử hống kìa. Còn tập sao nữa các bạn? Hết rồi. Cái gì vậy? Ủa, sao vậy? Hả? Hết rồi. Ừ. Trời ơi, đau quá. Má cái tay vậy, chết luôn á. Ai đây? Bà nào đây? Thôi rồi. What the fuck? À khoan, à, coi mình có lụm lặt cái gì không, không có câu cũng có cán chứ đúng không, ừ này không có gì lụm đó, ờ chỗ này nãy mà hồi nãy nó đánh mình như là cái mẹ luôn, đây này nè, trời thảo mộc rất tôi thanh hả hay sao, ok không được, vậy là còn phải kiếm đồ để mở khóa nữa, trời không được, chưa đủ, giờ là tôi không viên đạn, cái nhiệt chơi game mà cái nhiệt thôi. Hello, dù sống hay tết chúng ta dành vinh quang. Hello, xin chào bà không nên ngoài đây, không an toàn đâu. What the hell? Cái quái gì vậy? Hey, can you hear me? Là anh sao? Mất bố đứa bé. Khoan, đi vào Rose sao? Rose, yes. Phải rồi. Còn bé đang gặp nguy hiểm. Từ khi mẹ Miranda mang con bé về làng, chúng ta đã chìm sâu vào tối. Lại nói gì thế? Lại nói gì vậy sao? Tiếng chuông lâu đài là điềm báo nguy hiểm. Chúng sắp đến rồi. No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Ác rồi, chàng ngát vậy. Rose is here? Nhiều lúc cháu nghĩ bà là phản diện cũng chừng. Look for Rose. Đi tìm Rose. Rose bạn. Hoàng sĩ. Lớn. Ok.
Không có gì để cậy hết. Rồi ok. Không viên đạn rồi, chơi sao các bạn. Trời ơi, chết mất. Ổn hơn chưa? Nghe thấy được hơn đúng không? Lâu đài đi Mysterious. Trời ơi, không có gì diễn tả. Mà ngoài đây guess this leads to the castle. Về đường tới lâu đài. Trời ơi, không còn viên đạn luôn á các bạn. Chơi sao vậy? Ăn ở sao giờ không còn mẹ luôn. Quên à, chết tôi luôn á. Này ok, gì đây? À, thấy bà này trong mấy cái clip mấy bạn hay chơi nè, bà ma cà rồng đúng không? Khoan khoan, có đạn lụm không? Vấn đề nè, không có đạn lụm nè. Trời ơi, má ơi. Không có đạn là chết. Sao vậy kìa? Má đúng chế độ chuẩn rồi. Không có đạn là coi như độ khó như tăng gấp mấy lần luôn á. Không, hôm nay là không phải vậy đó. Ôi, chết tôi rồi. Khoan, từ từ, nó nghi gì lắm. Không có đạn là nó sẽ biết. Mà nó đã biết thì nó tấn công tôi. Thấy chưa? Trời ơi, tốt dữ chưa. Cho tôi mìn luôn các bạn. 10 viên làm ăn là cái gì trời. Thiệt tình á. Đây, 15 viên đúng không? Đủ xài các bạn, đủ dùng. Cái bao có mẹ ở đâu thì công dụng của bao là làm gì? Không hiểu. Em vẫn chưa hiểu công dụng của cái bao. Ok. Ôi, tôi thấy rồi. Nói kìa. Ôi dồi ôi, má ơi, nó cứ vậy hoài rồi, chết tôi rồi. Đi sao? Thì cứ đi đại đi chứ sao? Chơi bảo lên, đúng không? Nếu chơi thì phải bạo lên. Hai khẩu sọt kinh cái lộn, hai viên sọt kinh. Thật ra cũng từ bữa nào tôi kiếm cái màn hình kia lên quần gì vậy. Chắc tôi chưa kịp làm gì bị giết luôn rồi quá. Má sợ quá. Trò chơi gì mà
Không qua được. Mấy vậy nó bắt tôi đi vòng một cái kia rồi. Ui, mẹ ơi. Nó đâu? Trời ơi. Ây da. Quần què. Đéo hiểu chơi mẹ luôn. Ê ê ê. Mẹ. Không có thấy. Mấy làm thế làm sao rồi trời. Vô. Trời ơi. Ừ, nó quên đi. Nghĩ sao mà nấp trong cái đống lùm cây đánh tôi trời. Stay back. Please, don't hurt us. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. Ra để nhà Lucia rồi. Answering in the gate is locked. Quiet girl. He's an outsider. Oh. Rồi chết rồi. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Chắc cỡ ngày mai tôi nhầm được cái màn hình 24 inch các bạn. Tôi thử rồi màn hình mới nó có ổn định hơn. Súng lục ha. Trời ơi, đạn xịn thì ít mà súng dởm thì nhiều, không biết sao luôn. Mấy từ từ. Hết đạn rồi. Còn nhiều đầy viên thôi. Đã mang được gì nữa? Hello. À, khóa mẹ cửa rồi. Quên. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Took your damn time. You're welcome. Đã giúp chơi tôi. Chú mốt là tao làm đi nha. Anh ấy không quen việc giảm người khác, tôi xin lỗi. Xin lỗi khỉ nha. Không biết, đừng hỏi tôi vậy, trời ơi, tôi biết đâu. Chú an toàn. Do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Rồi còn vô lý. Mẹ Maria đã luôn bảo vệ chúng tôi. Má chú cầm con dao đó, tôi sợ quá. Mã tấu đúng không? Cái này gọi là mã tấu á. Hello. Có ai nhà không? Nghe giọng tôi sẽ chắc sẽ quen hơn. Louisa, open up, it's me, Elena. Ôi dồi, cái gì vậy? Má chỉa súng hả? Đừng có la lối nữa. Cái đồ cái gì giờ? Cái thằng nào đây? For God's sake, Julian, let us in. No, no, they'll smell the blood. You'll endanger yourself. Tôi đánh ngay mùi máu. My father will die out here. But that's not my problem. Không phải việc của tôi. What's going on? Vậy? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. You're not from this village. Có phải người trong làng? No. Không, tôi là Ethan. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go. Well, nếu Elena tin anh thì tôi cũng vậy. Vào trong đi, Ethan. Come inside, Ethan. Wait here. I'll check on the others. À, trong này chắc mượt hơn á, tại vì trong môi trường á, ở trong nhà thì nó dễ chịu hơn. Lucia chúng lại tràn vào bắt thêm gia súc. À, nhật ký. Thôi khỏi cái này, tôi khỏi coi đi.
Đi vô đi anh. Mở này. Lô. Come inside, the others are waiting. Ôi, tụi mày gì đây? Anton. Im đi, Anton. Anh đã giúp Leonardo và Ethan. Mời Ethan ngồi xuống đi. Is this all that's left? Bỏ những người còn lại đi à? Anh lại còn lại số sao? All that's left. Chỉ còn lại ư? Có cái nết. There is no one left. Có cái nết nhá. Ừ. A worthless. Lão già tàn phế vô giá sự. Con mụ ngu xuẩn. Sướt mướt. Còn bà, bà lôi một kẻ bị thương cùng tên ngoại lai kia vào đây. Cứ như không, là mong thấy an toàn ư? An toàn cái thá gì? Mấy tên khốn đáng thương. Rồi nó sẽ bị xé xác làm đôi rồi kìa. Nhưng ngày mai, ngày mai thì bà sẽ chết. Giống như chồng của ta thôi. Ngắm mồm đi. This house has protected my family for generations. And drunk or not, dù xe tỉnh, mọi người cũng đều được chào đón, được an toàn trong này. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. Chúng tôi nào biết, mấy hôm nọ đây còn không là yên tĩnh, chân thành. Thế rồi sau đó lũ xuất hiện và tấn công chúng tôi. Chúng liên tục kéo đến và... Where is your husband? Chồng ở đâu? Did they? No. Không. Ông ta ở ngoài kia đâu đó thôi. Somewhere. Chết luôn rồi chứ còn gì nữa. Nói chi cho nhiều. Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. Hãy cầu nguyện đi. Cho ông ấy. Chờ chúng ta. Good idea. Ý kiến hay đấy. Rồi, chuẩn bị đọc kinh Đức Chúa Trời các bạn. Xin mời trên lắng nghe lời cầu nguyện chúng con một lòng tôn kính. Chúng tôi gọi tên Ngươi trong bóng tối vô tận, để Ngươi đưa con đến trong vòng tay định mệnh. Khi ánh trăng đêm bừng lên đôi cánh đen, chúng con chấp nhận sự hy sinh và chờ đợi ánh sáng nơi cuối đường. Dù sống hay chết, chúng con dần dần vinh quang này. Đức mẹ Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. Tôi chưa từng nghe nó rồi. Một bà lão gần nghĩa trang. Nó tới bộ giải à? Bộ giải ngốc ấy lẩn thẩn rồi. There is wisdom in her devotion, though. Nhưng lòng thành tâm của bà ấy còn sáng suốt. Tôi mong nó bảo vệ ấy, cũng như nó đã bảo vệ chúng ta. Mình chết rồi. Ôi, anh ơi. Ôi ôi, quả báo tới nhanh quá. Ôi trời ơi. Ôi ôi. Ôi trời ơi. Ôi ơi, tất cả chết hết rồi. Đi ngay thôi. Ôi trời ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ăn đi. Ôi, ôi, đảo. Ôi trời ơi. Tiếu thiệt. À, zombie mẹ rồi. Lena. Elena. Ê, đó không phải bố của nó đâu. Cô làm đúng mà. Trời, em xinh quá. Elena, Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No,
We're getting out of here. Chúng ta qua đây cùng nhau được chứ? I gotta get out of here. Rồi, tôi biết rồi, phải ra khỏi đây thôi. Đi đâu nhỉ? Cái gì ta? Trời ơi, không có gì hết. Bịch. Cái gì? À, đây à. Cứ tháo tôi biết mỗi chùm chìa khóa đi. À đâu? Đây à. À thế à. Ngon nhỉ. Ngon, trời ơi, bốn viên là được rồi các bạn. Damn, the fire's moving fast. Nhanh quá, về lên thôi. Hả? Trời, khẩn trương. Rồi, ok. Step back. We can bust out with this. Chúng ta sẽ xong ra ngoài nhờ thứ này. Về đi thôi. Nhấn ga đi thôi. Trời ơi. À, lại nha. Ủa sao vậy? Ơ trời. Má vãi chạy đậu luôn xe tắt lưng ghê vậy. Anh chạy không thời gian đâu. Leo lên. Đập xe, lên lầu đi. Đi thôi. Grab on, hurry. Okay, let's go. Nhanh chị ơi. Let's move. Trời, vậy tìm anh nha. Try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. Anh thật là tử tế. You're kind. I hope your family is safe. Ôi ơi. Come on. It'll hold. Rồi được rồi. There. That's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey, don't talk like that. Nè, đừng có nói vậy. We'll find a safe house to put you in. Một ngôi nhà kiên cố để cô đánh tạm. My hunch is she's in that old castle. No. The place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Bố à? Ôi bố! That's not him. Not anymore. Còn mấy nữa đâu? He said my name. Father! Wait, it's not safe. Rồi, thôi, không rồi. Đừng. Đừng, em Stay ơi. There. Đi về với anh. Ôi ơi. Come on. Người... Give me your hand. Người ấy và tôi không chọn ai. Rồi xong, em đã chọn anh ấy. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. Rồi xong. Why is everyone dying on me? Tại anh ngu nhược cái gì nữa, anh hỏi mấy câu ngớ ngẩn quá. This is just too much. Tôi ăn hơi nhiều các bạn, bởi bụng đầy hơi quá, sorry nha. Sợ nhất là ăn quá trời luôn, bụng ngốm luôn á. Xuống, nhanh lên. This place has gone mad. Why the fuck is this happening again? Shit! Vậy sao ta? À, mở ra đúng không? Rồi, ok. Được. Xong luôn. Ai vậy? Who's there? Stop! Another
Chết mẹ Miranda. Ôi trời ơi. Trời ơi, Đức Chúa Trời đây sao? Không, Đức Chúa Mẹ các bạn. What was that? What? Lộn lộn. Lộn lộn. Rồi, nghe ok nhé, đi nào đi nào. Không, hình như là không, chắc không còn lũ sói nào đúng không? Sao chú nghe tiếng lập hoài không biết nữa. Cái gì vậy? À thế à, sắc bụng đúng không? Rồi ok, không được, nhưng mà để từ đi, để xem nó có nâng cấp được cái súng gì mới không. Đạn như quá nhiều các bạn. Ở bà già kìa, cái chết phải thần chết đã viếng thăm bọn chúng. Bà bị lắc hả? Ơi bà ơi, bà ơi, bà bị lắc hả bà? Ôi, bà bị lắc thiệt rồi. Cái gì? Nãy tôi mới thấy cái gì mới chuyển cảnh vậy? What the fuck? Nope. Nãy em thấy có cái gì ở đây để cậy đúng không? Để coi. À là phải kiếm đồ để cậy ha, chứ đâu có dễ mở được. Mày kiếm rồi đi cậy nữa má ơi, vậy là nó có giống giống cái Evil mấy đâu quên rồi. Evil 7 á. Ừ. Let's go. Một đứa. Rồi ok. Hai đứa. Hello. Nothing but blood and death. Không có gì ngoài máu và chết à? Nghe sợ nhờ. Lâu đài đấy đúng không? Giờ vô lâu đài đúng không các bạn? Trời ơi má ơi, vô lâu đài mẹ ơi, còn gì nữa? Vô lâu đài thôi. Trời ơi. Có gì lộn lạc không? Khóa cửa quên. Well, well. Ái chà. Ủa cái gì đây? Má ơi, mắt đen tô hả? Trời ơi, cái gì vậy trời? Ngươi không phải là người vùng này sao? Thế thì càng hay. Ủa cái gì vậy? Má ơi. Ôi trời ơi. Nó là đào kiếm vô tình các bạn ơi. Úi dồi. Đau thiệt chứ. Nguyên cái đống sắt vô người luôn mà. Đừng rên rỉ nữa. Đến nơi rồi. Mấy anh kéo tôi dâu vậy trời. Người đông này chả có chuyện gì với ai cả. Ôi, gì vậy? Ai vậy? Hắn tỉnh rồi kìa. Where? You mean you'll screw around with him in private? Where's the fun in that? Give him to me.
And I'll put on a show that everybody can enjoy. Tôi thật tầm thường. Xin đừng quan tâm cái tiểu tiết mấy trò mèo này chứ. Yak yak, a man's dick is cut off in the castle, blah blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child! Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded oh, to that. Oh, keep crying. One day your head might actually fit your ego. Don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no. Quyết định của ta là lần cuối cùng. Rồi, mẹ. Remember from whence. Dìm bi xuống rồi kìa. Thanks. Cảm ơn bà. Lycans! And gentlemen, ôi trời ơi, chết tôi rồi. We thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you're. Để xem người bản lĩnh gì. Ok, chuẩn bị nhá. Mọi người chuẩn bị. No, trời ơi. Ôi trời ơi. 7 6 5 4 Rồi nhanh lên. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Ôi trời ơi, chạy thôi. Rồi chạy đi. Nhanh lên. Ôi trời ơi. Chạy đi. Má ơi. Chạy xe bắn sống bắn chết đi. Ừ, đang chạy đây. Cảm ơn nha. Ôi trời ơi. Nhanh lên. Lẹ. Nhanh. Tới công chuyện rồi. Trời đám y sinh. Nhanh lên. Ôi, rồi xong luôn. Chết tôi rồi. Ây da. Đau thiệt. Ôi rồi. Anh ơi. Ôi trời ơi. Ôi. Anh ơi. Ôi trời ơi. Má ơi. Ôi rồi, chết rồi. You're still alive? Ấn tượng lắm. Rồi xong, chết tôi luôn, quên. Làm sao? Chạy đi. Nhanh lên. Shit. Ôi mẹ, tới nữa rồi. My word. You truly are as strong as they say. Ôi. Ôi trời ơi. Làm sao? Ở chú đấy không? Daughter Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, oh, the once-soaked grand finale. Oh, like fresh American ground beef. Rồi xong, hết game luôn. Vâng. Too close. Suýt nữa là chết. Wait, do those freaks have Rose? Ủa khoan. Mấy chỗ này nó băm nhuyễn rồi, có gì lụm ở đâu. Đây đạn súng lục đúng không? Ok. 300 ly là cái gì? Ôi, ghê thiệt. Bao nhiêu người chết đây à? Đúng rồi. Rồi ok. Ở bên đây thôi. Rồi. Đi xe. Ui, quá mệt mỏi.
I've been waiting for you, Mr. Walter. Đang chờ anh đấy, anh Ethan. How do you know my name? Anh biết tên tôi. Ai cũng đều nói về người như anh, người hồng muốn tìm cô con gái của mình. Nhưng tôi phải nói rằng tòa tài này làm rất là nhiều sự nghi ngờ thật. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Well then, feel... Have a wonderful adventure. Ok, cảm ơn anh nhé. Ừ. Tôi thấy ác mộng luôn, chứ tuyệt vời nổi gì trời. Rồi kiếm tiền để mua vũ khí nữa. Tiền đâu mà mua đây? Nghèo quá, không còn gì để xài. Could Rose be here? Chưa chắc nha anh. Cân luôn. Ok. Trời ơi, xinh dữ rồi. Gì đây, đến giao nữ gì đây trời. Khóa luôn và có gì lắm không? What the fuck? Tiếng gì mà ghê vậy trời? Gì ta? Còn gì đây? Là luôn game kìa. Hay chắc ọp đi ha. Cũng lâu rồi. Bỏ viên cầu vô ha. Kiếm hình cầu bỏ vô. Ê, đi chết. Che đi cái nhìn mù quáng của thiên thần. Chưa đọc xong luôn. À, cái gì vậy? Đang tìm Rô à. Rồi, cái gì đây? Trời ơi, má ơi, ôi trời ơi, man blood, máu người, chết rồi, chạy đâu vậy bạn? Trời ơi, đau quá, giò của tôi. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me. Còn tốt với ta quá. Now, let's take a look at him. Wow, Ethan Winters. Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special. Xem người đặc biệt đến đâu. Yes, mother. Yes, mother. Trời ơi, chị to quá. Em sao dám. Ôi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, chị boss em à. Có vị hơi nhạt rồi. Then let's devour his man flesh quickly, mother. I am the one who captured him. Now, daughters. Trước hết là phải thông báo trước mẹ Miranda đã. But later, well. Thì sau đó there will be enough for tất cả mọi người. Kinh nhờ. Udama. Rồi. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Trời ơi, má ơi, cái mông của chị kìa, muốn vả vô phát quá. Ui, 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 ui,
What are you doing? Đâu, đi đâu? Rồi, đi đi đi. Ở đâu quá, mới bị nó thôi ta. Bị con ma sói nó cắn mất cái tay xong rồi giờ thêm cái này nữa. Trời ơi, đau quá. Thế còn ba ngón thôi. Là má ở đâu có đồ bơm máu hay vậy? Méo hiểu luôn. Má đúng tầng vừa các bạn. Má chế thuốc dỗ lành. Ôi. Méo hiểu anh luôn. Cái này gì đây? Có kéo được. Sao không kéo được? Rồi, không có gì hết. À, cái áo khoác của nó là đúng không? Khóa từ bên kia. À đây ha. Rồi. Ê, kiếm chỗ luôn game nữa. Chết luôn á. Trời ơi, ghê vậy. Chắc ọp đi bạn. Chắc ọp đi bữa sau đánh tiếp. Cái gì đây? Ok. Bán được không? Where have they taken Rose? Chúng tôi rồi, cái chỗ má hết hồn. Trời ơi, má ơi, lại gặp nhau nữa rồi. Công tước ư? Anh ở đây. Tôi sẽ bất cứ đâu nào mà được kiếm tiền. Have you found your daughter? No. Chưa. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Demetresc? Demetresc? The very same. Đúng vậy. Why don't you take a look? Biết đâu được mấy. Get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Oh, yes. Quay. Bits and bobs. I see. Okay, giờ nâng cấp nữa. Okay. Đáng giá chứ. Tốc độ thay đạn. Thôi nâng cấp luôn. These hands are more dexterous than one might think. Have a wonderful adventure. Okay, chắc nay hợp với mọi người. Để bữa sau sẽ tiếp tục chơi game này nha. Để tránh dài quá các bạn không có xem hết đó. Nên mình chơi tới khúc này thôi. Giờ hôm sau mình sẽ cố gắng qua luôn các bạn ở lại các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem của mình. Thì các bạn các video sau nha. Bye bye.